Chào mừng cả lớp đến với cái môn học vi sinh ký sinh trùng. Con xin giới thiệu cái môn học này, nó bao gồm 30 tiết và để học tốt cái môn này thì các em cần phải có. Cái thứ nhất là các em làm đủ bài tập ở nhà. Bài tập nhà thầy cô sẽ gửi gửi cái tài liệu và cái hướng dẫn. Thì cô sẽ gửi xuất bài ra thành file ảnh, cô sẽ gửi cho các em để các em dễ đọc. Và cái thứ hai là các em phát biểu bài và tích cực làm các cái bài trên lớp thầy cô dạy. Ba là làm bài kiểm tra giữa kỳ và kết thúc môn đầy đủ. Đúng 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 buổi, đúng giờ. Tại vì những bạn nào mà làm trễ hoặc là thi lần hai thì điểm sẽ thấp hơn. Thế phần tài liệu thì cô sẽ chiết xuất ra file ảnh như thế này và cô sẽ gửi cho các em đọc. Để làm bài tập ở nhà tốt thì các em cần đọc các cái thứ nhất là tên bài đúng với bài buổi mình học chưa này. Ví dụ hôm nay buổi đầu tiên là tuần sau chúng ta học ấy, thì chúng ta sẽ học bài 1 là đối tượng nghiên cứu và lịch sử phát triển của vi sinh y học. Trong bài này nó có hai mục tiêu thì các em sẽ bám sát vào mục tiêu này để các em học. Bài 2 đại cương về vi khuẩn có 3 mục tiêu thì các em cũng học theo mục tiêu giống như bài 1. Bài 3 vi sinh vật trong tự nhiên và ký sinh ở người, bài này cũng có 3 mục tiêu và các em sẽ làm trong các cái mục tiêu cho cô. Cuối mỗi bài có các cái câu hỏi lượng giá thì các em sẽ học cái câu hỏi lượng giá như ở trong cái file hướng dẫn. Tuy nhiên cái file ảnh cô gửi thì nó rất là rõ, còn cái file này thì nó hơi mờ, nhưng mà nhìn trong file ảnh cô gửi thì nó rõ, thì các em sẽ cũng sẽ gửi cho file ảnh cho các em nhìn. Trong các câu lượng giá này đều có đáp án hết, nhưng mà các em nên không nhìn vào đáp án, các em tự làm. Sau khi em làm xong hết, em kiểm tra đáp án xem mình có sai câu gì không. Sau đó các em lại làm lại những cái câu sai. Như vậy thì nó sẽ học thuộc bài được dễ hơn. Rồi, chúc cả lớp học bài được tốt nhé. Cảm ơn cả lớp đã chú ý lắng nghe.